Xin chào các bạn, mình làm video này để hướng dẫn một số bạn có liên lạc với mình hỏi về còi của xe đạp điện. Nhiều bạn còi không kêu nhưng không biết cách nào để kiểm tra cũng như khắc phục. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và phân biệt còi xe điện. Trên tay mình đây là hai loại còi. Đây là còi 48V dành cho xe không có bộ đổi nguồn. Còn đây là còi 12V 1.5A có thể dùng cho xe máy. Chiếc còi này thì thường dùng cho những chiếc xe đạp điện có bộ đổi nguồn 12V. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thử còi nhanh, xem còn sống hay chết. Nếu bạn không có đồng hồ để kiểm tra thì có thể dùng cách này. Bạn dùng một chiếc bình ắc quy 12V, sau đó chạm một cực của còi vào một cực của bình ắc quy. Cực còn lại thì bạn dùng một sợi dây kim loại chạm vào cực thứ hai. Nếu nó phát ra tiếng kêu thì là ok, còi vẫn còn tốt. Còn với chiếc còi 48V, bạn cũng làm tương tự, nhưng tiếng kêu của nó sẽ bé hơn. Như vậy là cả hai chiếc còi đều tốt. Còn nếu còi không kêu, thì như vậy là còi đã bị hỏng. Các bạn mua còi mới để thay thế. Cách thứ hai là bạn có thể sử dụng đồng hồ, bạn chuyển về thang đo thông mạch. Sau đó thì chạm hai chân của đồng hồ vào hai chân của còi. Nếu đồng hồ báo thông mạch, tức là còi vẫn còn sống. Hai chiếc này vẫn còn tốt. Còn chiếc còi này thì đã bị hỏng, đồng hồ không báo. Như vậy thì bạn sẽ biết được xem chiếc còi nào đã hỏng thì bạn ra ngoài tiệm mua một cái còi tương đương thay thế vào là được. Như vậy nếu chiếc còi trên xe của bạn không kêu thì đầu tiên thì bạn sẽ kiểm tra chiếc còi trước. Nếu nó không kêu tức là còi đã hỏng, bạn chỉ cần thay cái khác là xong. Còn nếu mà nó kêu thì tức là còi vẫn còn tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ phải kiểm tra đến các chiếc công tắc và dây điện trên xe. Thì trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và theo dõi video để xem được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn.